Chào mọi người đến với Mimin Tarot. Mình ở đây để trải bài chung liên quan đến vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là thông điệp từ những thiên thần. Chúng ta mình đã rút từ bộ bài câu trả lời từ những thiên thần, những lá bài, hai lá bài. Các bạn hãy chọn cho mình một cái tụ bài, một cái lá bài mà mình cảm thấy thu hút nhất với số thứ tự 1, 2, 3. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cả tarot để làm rõ thông điệp từ thiên thần. 1, 2, 3. Ok, chúng ta đến với số 1. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Với cái câu hỏi đó là thông điệp từ những thiên thần dành cho bạn là gì? Thì đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Mình thấy ở trong cái trải bài này thì có thể là ở hiện tại hoặc là ở trong quá khứ thì bạn đã trải qua một cái điều gì đó rất là đau khổ, giống như là cái trái tim này bị ba thanh kiếm đâm vào. Đó có thể là trong bất kỳ vấn đề nào, có thể là trong tình yêu, bạn đã chịu những cái đau khổ chẳng hạn. Có thể đó là một mối quan hệ ba người, hoặc là trong công việc thì bạn cũng gặp phải rất là nhiều những cái thất vọng và đau khổ. Thì mình thấy có thể là ở hiện tại thì bạn ôm trong mình rất là nhiều cái gánh nặng, giống như cái người ở đây họ gục vào 10 chiếc gậy, đem cho mình rất là nhiều cái gánh nặng, cái sự đau khổ, mệt mỏi nữa. Thì thông điệp từ thiên thần đó là hãy tìm cái sự bình yên trong tâm trí, hãy tìm lại được cái sự bình yên, hòa bình trong cái tâm trí của bạn. Có thể là ở hiện tại thì bạn giống như là cái người treo ngược cành cây này. Mình không biết là bạn gặp cái vấn đề gì, nhưng mà có thể là mình có thể thấy nó là một cái sự bế tắc, một cái sự đau khổ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đây là về thể chất và tinh thần. Thì trong cái thiên thần muốn nói với bạn rằng đó là hãy tìm cái sự bình yên ở trong tâm trí của bạn. Và cái tình huống này mình thấy là nó sẽ có cái sự cải thiện ở đây. Ở đây có một cái lá bài nói về thời gian ấy, thì nói rằng là khoảng trong vòng khoảng vài tháng nữa thì có thể là cái tình huống mà bạn đang trải qua nó sẽ được cải thiện. Thì cái thời gian này như mình đã nói thì nó không cố định, bởi vì là nó chỉ là một cái thời gian hiện lên ở trong trải bài thôi. Còn đối với mỗi người thì nó nhanh chậm khác nhau. Có thể hiện tại thì bạn rất là tập trung cho cái công việc của bạn và bạn mong muốn là nó phát triển chẳng hạn. Nhưng mà tất cả mọi thứ nó lại diễn ra một cách rất là chậm chạp. Vì thế mà bạn cảm thấy gánh nặng, cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức và cảm thấy bế tắc. Thế nhưng mà cái lá bài này cũng nói về cái việc đó là đây chỉ là một cái sự bế tắc tạm thời mà thôi. Bạn sẽ giống như cái người này. Họ mặc dù là treo ngược cái cành cây nhưng mà họ đã nhìn được tất cả mọi thứ theo một cái hướng khác. Chính vì vậy mà đầu họ mới có cái hào quang, cái phát sáng như thế này. Thì mình thấy là bạn, thông điệp dành cho bạn đó là hãy tìm cái sự bình yên trong tâm trí và nhìn những cái tình huống mà bạn đang trải qua ở một cái góc nhìn khác, nhìn ở trên cao, thì bạn sẽ cảm thấy mình không hề bế tắc. Thật ra thì chúng ta không bao giờ bế tắc, chỉ là chúng ta nhìn vậy và cảm nhận như vậy thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rõ, tức là bình tĩnh lại và hiểu rõ cặn kẽ vì sao mọi chuyện nó lại xảy ra như thế, thì chúng ta sẽ có được cái hướng giải quyết. Mình thấy là bạn sẽ có một cái sự khởi đầu, một cái sự tái sinh, sẽ có những cái tin vui, có thể là có những cái tin vui bất ngờ đến với bạn. Bạn thấy không? Mặt trời đang chờ bạn ở phía trước. Người ta thường nói rằng là trước khi bình minh đến thì chúng ta sẽ phải trải qua đêm đen, nhưng mà khi mà bình minh càng đến gần ý, thì đêm lại càng đen. Vì thế mà nó sẽ khiến cho những cái người nào mà không giữ vững tinh thần có thể bỏ cuộc. Thì đừng bỏ cuộc, ở phía trước đợi bạn đó chính là ánh mặt trời của ăn mừng và niềm vui. Có thể bạn, những cái gánh nặng của bạn, những cái sự đau khổ của bạn thì nó cũng sẽ qua đi và bạn sẽ có được cái sự ăn mừng, có những cái niềm vui, những cái tin vui bất ngờ sẽ đến với bạn.
Còn ở hiện tại nếu như bạn đang trong cái sự bế tắc và đau khổ, mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần ấy, thì hãy buông buông lỏng những cái buông lỏng và buông bỏ kiểm soát cái tình huống của bạn, xuôi dòng và tìm cho mình cái sự bình yên trong tâm trí, về nhà với bản thân, tìm về với chính bản thân bạn để tìm được cái sự bình yên. Và bạn sẽ không bế tắc mãi đâu, bởi vì cái như cái lá bài này nó cũng nói về việc đây chỉ là một cái tình huống bế tắc tạm thời mà thôi. Ok, đó là thông điệp của tụ bài đầu tiên, con gác ngựa màu đỏ. Chúng ta đến với số 2. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 2, sự lựa chọn số 2. Đây là trải bài chung, nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Với cái câu hỏi đó là thông điệp từ những thiên thần dành cho bạn là gì, thì các bạn thấy không, cái lá này là let go và là a year from now. Thì mình thấy là có thể ở hiện tại bạn đang khó khăn trong cái việc cân bằng cuộc sống, cân bằng tâm trí, bởi vì có thể là bạn đã trải qua một cái sự kết thúc nào đó, có thể là trong tình cảm, công việc, trong bất kỳ vấn đề nào, thì bạn cứ áp dụng vào trong cái trường hợp mà bạn thích hợp với bạn. Thì bạn đang rất là khó khăn để tìm cách cân bằng mọi thứ trong cuộc sống. Có thể là bạn đang bạn 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 vừa mới rời khỏi một cái tình huống, vừa kết thúc một cái điều gì đó mà nó vẫn còn để lại trong bạn rất là nhiều những cái sự khó khăn, cái sự mệt mỏi. Thì lời khuyên dành cho bạn, thông điệp dành cho bạn đó là hãy ra khỏi cái tình huống đang khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và khó khăn đó. Tìm cho mình cái sự bình yên. Bạn có thể vượt qua được, bạn có thể. Hai lá này đều nói về việc đó là rời khỏi cái vùng nước sóng gió để đi đến cái vùng nước của bình yên. Và thông điệp ý, thì rõ ràng ở đây là hãy hãy ra khỏi cái tình huống mà nó không còn phù hợp với bạn nữa, và đặc biệt là hãy lắng nghe cái trực giác của bạn, bởi vì có thể là trực giác của bạn đã mách bảo rằng là mình không thể tiếp tục ở trong cái tình huống này nữa, nhưng mà bạn vẫn cố ở lại chẳng hạn, vẫn cố để kiểm soát mọi thứ và cân bằng mọi thứ. Nhưng mà mình thấy là mọi thứ nó sẽ đi đến cái hồi kết kết thúc nếu như mà nó chưa đến. Thì lời khuyên dành cho bạn là hãy hãy cho mình một cái sự khởi đầu mới, hãy bắt đầu với một cái tinh thần giống như là the full, giống như là một cái người mà bước đi không màng đến cái bất kỳ đến đến cái khó khăn nào, giống như cái người này ở phía dưới là vực sâu, là nước, là biển, nhưng mà họ vẫn vui vẻ lên đường, họ vẫn vui vẻ cho mình cái sự khởi đầu. Thì bạn cũng vậy, hãy ra khỏi cái tình huống mà nó không phù hợp với bạn nữa. Ở đây thì không nói rõ là tình huống gì, và ở đây có cái lá bài đó là từ nay đến 1 năm nữa. Thì từ đây đến 1 năm nữa, như mình nói, thì có thể là bất kỳ lúc nào, và nói mình có rút thêm lá bài là từ đây 1 năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra, thì dường như là có lẽ là bạn sẽ gặp được soulmate của bạn. Có thể là bạn sẽ gặp được soulmate của bạn. Người này có thể là người thuộc cung nước song ngư cự giải bảo cạp, và hai người ấy là hai người, một người là queen cup, một người là king cup, tức là một người là nữ hoàng cốc, một người là vua cốc, tức là hai bạn có cái sự cân bằng, rất là cân bằng ở đây. Và bạn gặp được cái người soulmate này, giữa hai bạn ấy có một cái sự hài hòa và cân bằng lẫn nhau rất là lớn. Hai bạn có cái tương tác, có cái phản ứng hóa học ấy với nhau ấy rất là mạnh. Từ nay đến 1 năm nữa bạn có thể gặp người này, và người này cũng giống như là cái giấc mơ trở thành hiện thực của bạn, đem đến cho bạn những cái điều tuyệt vời. Mình thấy là họ đang đang đến rồi, đang đi đang đang đến trong cái cuộc sống của bạn rồi. Còn ở hiện tại thì ở đây rất là nhiều lá bài nói về việc đó là hãy bắt đầu lại, hãy khởi đầu đầu lại, hay là hãy hãy cho mình cái sự khởi đầu, bởi vì hình như là xong xong một cái sự sau một cái sự kết thúc thì bạn vẫn đang loay hoay không biết là mình nên làm gì, mình nên ở lại hay ra đi. Nếu như với cái câu hỏi là nên ở lại hay ra đi thì câu trả lời chính là hãy ra đi, hãy tìm cho mình cái sự bình yên, và phía trước đang chờ bạn
những điều hy vọng, là một giấc mơ trở thành hiện thực nếu như đó là một cái giấc mơ tình yêu. Có một người soulmate đang đợi bạn ở phía trước, vì thế hãy tiến lên phía trước cho mình cái sự khởi đầu và bạn sẽ gặp được người này. Ok, đó là thông điệp của tụ bài số 2, chúng ta đến với số 3. Xin chào các bạn đến với tụ bài số 3. Đó con ngựa màu gì nhỉ? Xanh lá cây ạ. Đây là trải bài chung nên hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Thì mình thấy là ở trong cái trải bài này ấy, có thể ở hiện tại, bạn cũng đang trong một cái quá trình của cái sự bế tắc. Và cái sự bế tắc này ấy, nó là do bạn, do chính bản thân bạn, do chính cái tâm trí của bạn tạo nên. Giống như là cái người người con gái ở đây bịt mắt, trói tay và bị các cây kiếm giam. Thì cái lá bài này nói về cái việc đó là bạn bị bế tắc ở trong cái tâm trí của bạn, và những cái điều đó là do bạn tự tạo ra. Mà mình thấy dường như là mình không biết trong cái tình huống của bạn là cái chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng mà mình thấy là dường như là bạn đã từ chối cái việc nhìn vào sự thật. Bạn không chịu nhìn vào sự thật, có thể là vì một cái vấn đề nào đó nó đã kết thúc chẳng hạn, nhưng bạn từ chối nhìn vào nó và bạn nghĩ rằng là mình thế này thế kia thì nó sẽ thế này thì nó sẽ được cải thiện, nhưng mà dường như là có thể cái tình huống đấy nó đã không được cải thiện nữa rồi. Thì cái lá bài này nói về cái việc cái trải bài này nói về cái việc đó là hãy tìm lại cho mình được cái sự thức mạnh, tìm lại cho mình được cái sức mạnh, hãy thoát ra khỏi cái những cái xiềng xích, những cái trói buộc này mà hầu hết là nó đến từ trong cái tâm trí của bạn. Thì hãy trở thành một cái người nữ hoàng, một cái vị nữ hoàng, tìm về với bản thân. Dường như đây có thể là cái bản chất vốn có của bạn, đó là bạn là một cái người vô cùng lạc quan, tự tin chẳng hạn. Nhưng mà ở hiện tại thì bạn dường như là bị đánh mất bản thân, bởi vì bạn chối bỏ, từ bỏ, nói không với cái việc nhìn thẳng vào một cái vấn đề nào đó. Mình lấy ví dụ nhá, có thể như bạn cảm thấy rằng là cái tình yêu, trong cái câu chuyện tình yêu của bạn ấy, thì nó không còn phù hợp với bạn nữa. Bạn không được đối xử đúng với cái giá trị của bạn. Nếu là trước đây ý, thì bạn sẽ đứng lên và kết thúc cái mối quan hệ này. Thế nhưng mà ở hiện tại thì bạn đang từ chối nhìn vào cái sự thật rằng là nó không còn ổn nữa, và bạn đã đánh mất cái chính cái bản thân bạn. Thì thông điệp dành cho bạn là hãy tiến lên phía trước. Hãy tiến lên phía trước và nhìn đổi cái góc nhìn của bạn. Dường như là ý của cái trải bài này muốn nói rằng là dường như là bạn đang nhìn một cái vấn đề gì đó nó khá là phiến diện. Nó ở một cái góc độ, và bạn từ chối cái việc nhìn ở cái hướng còn lại. Và ở đây cái lá bài này cũng nói về cái việc đó là bạn đã nhận được những cái dấu hiệu cảnh báo, nhưng mà bạn lại không tin vào nó, bạn lại không không lắng nghe cái tiếng nói từ bên trong của bạn. Thì cái câu trả lời đó là hãy cái câu thông cái thông điệp dành cho bạn đó là hãy lắng nghe cái trực giác của bản thân bạn và đổi cái góc nhìn, nhìn mọi chuyện ở một cái hướng khác. Có thể là nhìn ở cái hướng này thì mọi chuyện nó khá là tệ hại, nhưng mà nhìn ở một cái hướng khác thì bạn gặp những cái trải nghiệm không tốt ý, nó là bởi vì đem đến cho bạn những cái bài học. Và khi mà bạn học được cái bài học đó thì có một cái big happy chain đang chờ bạn ở phía trước. Hãy lạc quan và tiến lên phía trước. Còn nếu như mà bạn chưa thực sự sẵn sàng ấy thì hãy cho mình thêm thời gian. Hãy cho mình thêm thời gian. Nhưng với điều kiện là hãy giải phóng mình, hãy cắt bỏ cái bịt mắt rồi là trói tay trói chân của bạn. Có những cái điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Tìm lại cho mình được cái quyền lực, cái sự nữ hoàng ở bên trong bản thân bạn, làm chủ ở bên trong trong bản thân bạn. Và mình thấy là có thể là bạn sẽ thời gian tới thì bạn sẽ có thể tập trung nhiều vào công việc, có thể sẽ có một cái vài cái chuyến đi công tác gì gì đó.
thì nó cũng là một cái cơ hội dành cho bạn. Chính vì vậy mà hãy nắm lấy và thôi cái việc bế tắc và chần chừ đi, và hãy nhận ra được những cái dấu hiệu mà các thiên thần gửi cho bạn. Tiến lên phía trước, tiến lên phía trước bằng cỗ xe của chính các bạn. Bạn có thể là bạn đã sẵn sàng rồi nhưng mà bạn còn đang chối bỏ, thì hãy tiến lên phía trước và lạc quan. Lạc quan, có một cái big happy change, có những cái điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước. Ok, đó là thông điệp của số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.